Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Gà. Thì hôm nay Gà lại tiếp tục với cái game Among Us, và hôm nay sẽ hướng dẫn cho em một số cái mẹo, những cái tips trick để anh em thể chơi game là cách trơn tru hơn. Thì những cái game đơn giản như này thì cần mẹo làm cái gì nữa, đúng không? Thì nó vẫn có cái mẹo, vẫn có cái cách để chúng ta chơi, kiểu như là khi mà bạn là imposter thì các bạn sẽ làm như thế nào để người ta tin bạn là người thường, khi mà bạn là người dân bạn sẽ thuyết phục người ta như thế nào bạn là người dân, người bạn không phải là imposter để có thể thắng được game này. Thì hôm nay Gà sẽ làm video này, nhưng mà trước tiên Gà sẽ làm video về imposter trước, còn người dân này Gà sẽ làm sau nha. Còn những cái video trước đó Gà có làm hướng dẫn á, cũng được anh em ủng hộ rất là nhiều. Anh em có thể click vào cái phần phía bên trên góc bên phải chữ Y á, nó hiện lên đó, cái phần ở đó là Gà đã làm mấy video hướng dẫn trước đó rồi, anh em có thể tham khảo những video đó ha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu video intro. Ok, thì cái đầu tiên đó là chúng ta phải biết cách tạo lòng tin với lại người dân. Chúng ta là một người dân bình thường, chứ ta không phải là sói. Thì có thể là chúng ta sẽ đi cùng với nó, cái bộ tấp vô một cái nơi nào đó, có lẽ nó thấy là chúng ta làm một cái nhiệm vụ nào đó. Và nhớ nha, là chúng ta phải làm nhiệm vụ theo kiểu mà cũng canh thời gian chút xíu, chứ không phải là mới bước vô một cái bước ra liền là nó biết rồi. Nó biết là mình là sói rồi. Tại vì không ai làm nhiệm vụ mà nhanh thế này đó, đúng không? Không ai làm nhiệm vụ bước vô một cái rồi bước ra, nhìn là biết liền, đúng không? Xong rồi chúng ta đi theo nó. Chúng ta có thể chọn một đối tượng nào đó đi theo hoài luôn nhỉ. Và chúng nó đi theo hoài vậy thì nó đâu nghĩ mình là sát thủ đâu, tại vì khi mà vô phòng họp thì nó sẽ là người thuyết phục những người khác. À, người anh gà này đi chung với tôi hoài luôn, anh đâu phải sát thủ đâu, anh không phải sát thủ, không là người khác đó, chứ không phải ảnh. Trong khi đó bạn là sói, bạn có thể diệt cái người này cuối cùng cũng được, diệt cái người này cuối cùng để họ thất vọng về bạn kinh khủng. Thất vọng về bạn kinh khủng như vậy. Đó là cách tạo lòng tin với một người khác. Ok, cái tiếp theo là chúng ta sẽ nói về ăn cướp về làng, vừa cướp về làng với hạt à. Khi chúng ta đứng đây bẻ cổ cái bụp, xong chúng ta chạy ra ngoài, chúng ta chạy xa thì là xa, xong rồi chúng ta đi chui xuống cái van qua một cái chỗ khác, xong rồi chúng ta quay trở lại chỗ này. Chúng ta phải chui ra van, chui ra chỗ này xong rồi vô, chúng ta chạy vô. Ôi trời ơi, xác bấm revolt. Cái bạn giờ về bạn họp, bạn sẽ nói là tôi tự dưới đây, tôi đi lên, xong rồi tôi thấy cái xác nằm đây. Ok, không phải là tôi, không phải là tôi nhé các bạn. Có thể là một cái nào đó là hên, nó là có thêm một hàng nào đó vô tình nó bước vô đây nữa, ở trên đây, nó đi trên đây nó bước vô, xong rồi mình đi dưới đây mình bước vô đó, hai người vô một con phòng cái là mình bấm đi bọt liền. Nó nói tôi vô đây tôi thấy thằng A thằng B C nó đang như vậy 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 đó, thuyết phục đủ yên đó ra khỏi tàu, vậy là xong. Má, vừa vừa xong chiến thuật vừa cướp vợ làng, quá dữ. Ok, sau đây là một cái skill rất là quan trọng nha anh em. Cái skill này rút tỉa ra từ tôi rất là quan trọng luôn. Tôi xem rất là nhiều video mà tôi rút tỉa ra được rất là nhiều cái kỹ năng quan trọng cho anh em. Thí dụ anh em phá phá nó, anh em phá chỗ phòng điện đi. Khi mà chúng ta phá điện thế này á thì cái tầm nhìn của cái những người khác á, những cái con người dân á, nó sẽ bị thu hẹp lại, nó chỉ thấy được một chút xíu thôi. Khi mà tất cả tụ họp lại ngay phòng điện á, để sửa tất cả vụ tụ họp ở phòng điện, ít nhất là 4-5 người đúng không, đứng đó cái bạn bấm bẻ cái rồi bấm ngay đi bộ luôn, bẻ cái bấm đi bộ liền, bẻ cái bấm đi bộ liền là không ai biết là ai luôn, tại vì một đống chỗ đó 4-5 người chỗ đó mà há tiện có cái xác chỗ đó, xong rồi bấm đi bọt thì không ai biết là ai luôn. Và các bạn sau khi vô phòng họp, các bạn vô phòng họp các bạn phải biết làm gì phải không, phải diễn, tất nhiên là phải diễn rồi. Cái đó là cái kêu má quan trọng nhất luôn á, tôi đúc kết được cho anh em đó là kêu nó hơi bị hay. Đứng chỗ đông đông 4-5 người đang sửa điện, cái kêu đó là dùng để tắt đèn á, tắt đèn chỉ dầu á, bụp một cái bấm đi bọt liền, thấy không, để sẵn bụp đó, bấm kêu, bấm nó kêu cái bấm đi bọt liền luôn, là cái bật cái bấm đi bọt liền, nó không ai biết ai hết, thề luôn không ai biết ai luôn. Cái kêu đó là kêu dữ đó, là kêu tắt đèn chỉ dầu á, quá ghê luôn các bạn. Cái tiếp theo là chúng ta là một sói nên chúng ta phải biết diễn sâu một chút, tại vì nhiều người chơi cái này mà cầm sói lần đầu sẽ bị tâm lý kiểu như là không biết làm gì, cứ đi qua lại và người ta sẽ nghi, nên các bạn phải diễn sâu. Giống như tôi nói nãy làm quét á, các bạn phải vô làm quét cho thật là đúng với phong cách là một người bình thường, để người ta nhìn vô à thằng này nó là người chứ không phải là sói. Các bạn bước vô cái bước ra thì nó biết,
cha nó là ấy rồi. Còn khi mà vô phòng họp thì các bạn phải diễn, trời ơi gì vậy, tại sao nó lại như vậy, tại sao lại có một chuyện khủng khiếp như vậy. Hình như tôi nói vậy hơi quá, nhìn vô là biết tôi là sói rồi, nhưng mà tôi đang ví dụ với các bạn thôi. Chỉ là các bạn vô đó các bạn diễn sâu lên, diễn mà sâu tới nỗi mà không ai biết bạn là ai luôn, và các bạn đổ thừa qua lại người ta sẽ nghi ngờ lẫn nhau. Đó là cái diễn sâu đó các bạn. Một cái nữa là khi các bạn còn bốn người mà trong đó ba người dân và một mình bạn là imposter, thì các bạn làm sao để win khi mà chúng nó đi chung với nhau. Thì các bạn có thể vô họp và các bạn chia rẽ nó ra là bên đây đi ba thằng và kia đi một thằng, và các bạn thuyết phục sao trong đó có một đứa là đáng khả nghi. Và ví dụ nha, bốn đứa ABCD, A là đang bị nghi ngờ, B là tôi, và CD là hai người khác, mà bây giờ chia ra thằng D đang đi trước khúc kia, thằng C với lại A thì đi chung với tôi, với anh tay bẻ thằng C và tôi đi bọt. Đừng có giờ bẻ thằng A nha, cái thằng mà đang bị nghi ngờ đừng có bẻ nó là lòi bạn ra rồi. Ok, hay bẻ thằng C xong rồi bấm đi bọt liền, vô kia thằng D nó sẽ vote cho thằng A, khả năng rất là cao nha, dù nó không phải 100% nhưng mà khả năng cũng rất là cao, các bạn phải thuyết phục. Cái đó là dùng cái kỹ năng diễn sâu nãy tôi đã nói. Ok, cái tiếp theo là chúng ta sẽ nói về cái chuyện gọi là tận dụng những cái ở trên bản đồ này. Khi chúng ta dùng sao tay á, thì chúng ta sẽ tìm một cách để khóa cửa nè, khóa cửa nè, rồi nhưng mà cái an toàn nhất á, là anh em nên khóa cửa rồi anh em hãy giết người, khóa cửa xong rồi hãy giết người, đúng không? Cái người ta yêu cầu là vậy, khóa cửa hãy giết người. Bây giờ tôi sẽ sửa điện cái đó, không có điện thì không có khóa cửa được ha. Đi xa quá, còn điện nó nằm bên đây. Ok, hôm nay phòng này sẽ có cái cửa các bạn thấy không, và chúng ta sẽ tận dụng nó. Ủa cái phòng này không có cửa, cái phòng nào có cửa? À cái phòng này có cửa nè, thì thôi ví dụ thôi nha. Bây giờ ví dụ ở phòng có cửa, chúng ta sẽ bấm khóa cửa lại, ví dụ nè, bấm khóa cửa lần cái đóng cửa lại, là trong đây chỉ còn bạn với nó thôi. Bạn ngút nó bụp, xong cái bạn chui xuống cống tìm đường tẩu thoát lên trên này đó, lên canh không có ai vào nhảy ra nha, đúng đang lên thì có hàng đi vô nhảy ra là nó đi bọt banh xác. Ok, đó là cái cách mà chúng ta nên tận dụng những cái như là oxy rồi khóa cửa, và khi nguyên một đám các bạn không thấy ở đâu, chúng ta có thể dùng những cái như là phá, bấm vô đây chúng ta sẽ tìm một cái gì đó để phá, như là cái reactor đi, nó sẽ dồn về phía bên đây hết. À, anh em có thể đứng núp một cái góc nào đó, đừng đừng có làm cho người ta nghi ngờ nha, cũng là tiếng vô bộ đi. À, tôi đi sửa này sửa nào, nhưng mà xong rồi đợi nó đi xong rồi khóa cửa là cái là quất nó, đúng không? Dồn dồn lại, dồn lại một hướng. Oxy này, oxy cũng rất là cần thiết. Khi mà phá oxy, khi nguyên đám đứng bên đây, khóa oxy, nguyên đám tụ trong đây, cái mình sẽ kiếm cái con nào thuộc thuộc về phía sau á, mình sẽ quất con đó, đỡ mọi người đỡ nghi ngờ kiểu vậy. Nó nên tận dụng hết tất cả những cái như là cái ven, cái khóa cửa và những cái phá ở cái sabotage là cái reactor với lại cái oxy nè, nên phá mấy cái này để chúng ta có thể đánh lạc hướng, làm nhiệm vụ dễ hơn. Tiếp theo là chúng ta phải nói về cái chiến thuật gọi là ở trong cái phần report. Khi mà chúng ta report thì chúng ta sẽ thuyết phục tụi nó làm sao cho tụi nó skip vote, cái skip vote càng nhiều càng tốt. Nó skip vote qua từng tên thì chúng ta hả, nó càng giảm cái lượt người dân, chúng ta sẽ bẻ được nhiều người dân hơn và chiến thắng nó dễ hơn. Cứ thuyết phục tụi nó skip vote cũng rất là ngon. Và cuối cùng là chúng ta phải có kiên nhẫn, chúng ta làm xấu chúng ta phải có kiên nhẫn các bạn, đừng có mà kiểu đam mê quá vô bẻ ngay giữa đường thì thôi thua, bẻ ngay giữa đường, bẻ ngay chỗ camera là thua toàn phần luôn, không còn nói gì luôn. Tôi có mấy đứa bạn nó đam mê tới nỗi mà nó không có kiên nhẫn, nó bẻ ngay giữa đường luôn, rồi nguyên đám phát hiện chạy la ứ ới luôn, xong thì bọt. Ok, thì video đến đây như vậy thôi. Trong lúc làm video thì tôi chỉ nhớ được một vài cái mẹo vậy, thì lúc anh em xem video nếu mà có thấy thiếu gì có thể giúp tôi comment phía dưới video để những bạn khác có thể học thêm những cái tip, những cái trích mẹo hay về cái game này ha. Rồi mọi người nếu thích video thì nhớ bấm like, share, còn nếu người mới bấm subscribe, bấm một cái chuông để khi gà up video mới thì nó sẽ thông báo cho anh em biết nha. Nếu anh em muốn support cho gà thì có PayPal và Memo trên màn hình đó. Rồi cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại những video tiếp theo.
Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might